Con trai ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, hay được biết đến với một tên gọi mới đó là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, vừa có màn bóc phốt bố gây xôn xao dư luận. Tối ngày 24 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trong một lê chim mới. Lần lên sóng này, bà chủ Đại Nam mang theo khách mời đặc biệt, đó là Lê Thanh Minh Tùng, con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai. Trên sóng trực tiếp, anh Tùng bất ngờ tiết lộ về những sai trái của bố mình, cụ thể anh này cho hay tất cả những đứa trẻ từng được nuôi dưỡng tại Thịnh Thất Bồng Lai trước kia đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Mỗi lần có các mạnh thường quân hay nhà báo tới, ông ấy thường soạn sẵn các câu hỏi và yêu cầu các bé học thuộc câu trả lời. Khi tham gia game show, ông ấy sẽ để các bé giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích là lôi kéo sự thương cảm của mọi người. Ông ấy sống chủ yếu bằng nguồn tiền do Mạnh Thường Quân chuyển vào, chứ nơi đó không hề có hoạt động gì để kiếm tiền. Riêng ông Lê Tùng Vân luôn đưa các trẻ em ra làm mồi câu, nuôi dưỡng các em để nhận tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, anh Tùng cho hay. Nói về tình hình hiện tại của bố ruột, anh Tùng tiết lộ hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng dành cho ông Vân. Theo anh Tùng cho biết, do tính chất vụ việc quá phức tạp nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra. Tịnh thất bồng lai bắt đầu gây chú ý khi có hai sư thầy tham dự cuộc thi hát trên truyền hình. Sau đó là hình ảnh của năm chú tiểu gây bão ở game show hài nổi tiếng nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền ủng hộ. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Long An xác nhận trên tuổi trẻ đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ của bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi thành Thiền Am bên bờ Vũ trụ. Đơn vị này cho biết Tịnh thất Bồng Lai được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh nhân thân của những người đang cư trú tại cơ sở này. Kết quả cho thấy, bà Cúc, 60 tuổi, ngụ huyện Cần Đức, tỉnh Long An, chuyển về địa chỉ này mua đất, xây nhà, thành lập điểm tu tại gia từ năm 2014. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân, 88 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc khi kiểm tra, công an xác nhận trước đây ông Vân từng tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và thời gian này đã tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Tuy nhiên, năm 2007, cơ sở này của ông Vân đã bị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chấm dứt hoạt động do không đúng các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động, việc chấp hành các thủ tục pháp lý lưu trú khi về ở tại hộ của bà Cao Thị Cúc. Ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi, nhưng kết quả xác minh hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú và có 6 trẻ em, thì cả 6 em này đều không phải là trẻ em mồ côi cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng. Ngoài ra, nhiều thanh niên trẻ em đang sinh sống tại hộ của bà Cúc có quan hệ huyết thống với ông Vân. Cũng theo công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong tỉnh thất Bồng Lai sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng tải các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp. Theo tuổi trẻ đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự tại địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú. Đặc biệt, trong năm 2020, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng người dịch Covid-19 sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin, con trai của chủ nhân tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ lên tiếng bóc phốt bố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.